Taylor sẽ chia sẻ cách làm chả cá. Thì chả cá hôm nay Taylor sẽ dùng cá rô phi. Cá rô phi này Taylor mua ở chợ Costco. Thì cá rô phi này là cá tươi, người ta lọc da với lại xương người ta bỏ rồi, còn cái miếng thịt cá thôi. Cái thịt cá giống như đây là rất là tươi luôn, ngon lắm. Đây ở đây là Taylor mua là khoảng 2.9 pound, là khoảng chừng hơn 1 ký, khoảng chừng 1.3 ký đó. Hồi đó Taylor sẽ căng cho các bạn thấy. Đây là cái cá nó giống gì đây. Cá này là giống gì nè, nó còn rất là lạnh, rất là tươi. Nhưng mà mình cũng phải đi rửa, rồi mình phải để vô tủ đá chút nữa rồi mình mới xay ra nha. Đây là cá ha. Còn nguyên liệu thì Taylor có thêm là hành tím nè, tỏi nè, rồi một cái hành lá, nhưng mà thay là lấy cái gốc hành lá thôi, không có lấy cái xanh ở trên. Ở đây là bột nổi, còn đây là bột bắp, muối, một nêm rau củ, đây nước mắm và tiêu trắng ha. Thì bắt đầu thì mình lấy cái cá nó ra nè, thay là lấy ra rồi thay là sẽ căng cho các bạn thấy là cái cá này nó khoảng bao nhiêu, 1 ký hay là 1.3 ký hay 1.4 ký gì đó. Thì Taylor sẽ căng chính xác cho con cá này là bao nhiêu ha. Thì Taylor bỏ lên đây nè, hôm nay Taylor làm hết nguyên cái vỉ này luôn. Cái miếng cá rất là tươi, rất là ngon. Mà khi mà mua cá, mình thấy cái cá mà nó, cái thịt nó trong giống gì nè, là mình làm chả cá được nha. Là 1.3 ký, hơn 1 tí. Thì Taylor sẽ đi rửa cái này với lại nước muối, với lại nước lạnh thiệt lạnh cho nó sạch. Rồi mình đi lau cho nó khô thì khô, rồi mình mới bỏ vào tủ đá để mình đông khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ, rồi mình mới đem ra mình xay ha. Đây là cái cá Taylor rửa nước lạnh. Nếu mình không có nước lạnh thì mình bỏ nước đá vô để cho cái nước nó lạnh nha. Và mình rửa, mình bỏ tí muối vô mình rửa. Thì cái cá này nó rửa xong rồi nè. Bây giờ Taylor phải dùng cái khăn, cái napkin là cái khăn giấy làm bếp á, mình lau cho nó khô. Lau cho nó khô, tại vì nếu mà nó có nước á thì cái cá của mình á hồi nó ra nó nhão. Đó, thì là lau giống gì đây. Ẩm chậm cho nó khô. Cá này là cá giống cá tươi cho nên nó không có ra nước nhiều. Nếu mà mua cá đông đá thì mình phải để cho nó khô ráo rồi mình chậm lại nó ra nhiều nước lắm. Rồi sau khi mình lau khô hết rồi, thì Taylor sắp vô cái hộp. Mình bỏ cái hơi vô cái hộp, mình để vô tủ đá cho nó gọn á. Nó gọn ở trong cái tủ đá rồi xong khoảng chừng nửa tiếng sau á, nó lạnh đủ rồi mình mới đem ra mình xay. Cái cá này không có cần phải đông thiệt đông, thì là chỉ muốn nó lạnh thôi. Cho nên mình sắp vô giống gì cũng là được ấy. Đó. Lấy cái hộp này đựng đủ luôn nè. Đó, vừa đủ luôn. Rồi mình đậy lại và đẩy vô tủ đá khoảng nửa tiếng.
đây là cái chả cá thì là để cái cá thì là để vô tủ đá đó. Bây giờ nó lạnh đủ rồi nè, bây giờ nó rất là lạnh thì là sẽ là cắt cái này ra, mình mới bỏ vô cái máy của mình mới bỏ dừa vô cái máy mình xay được, và cắt ra cầm giống như dài dài cỡ vậy thôi đó. Và mình vừa cắt mình vừa xay ha. Rồi tay cá là thì là mới xay xong nè, thịt trắng rất là đẹp. Giờ thì là lấy cái bao ziploc nè, cái bao này chịu lạnh được. Rồi thì là sẽ lấy cái bao này ha, mình bỏ vào cái, bỏ hết cá vào cái bao này. Rồi mình sẽ bỏ bột, mấy cái bột nêm vô đây. Rồi mình đem đi đông đá. Rồi bây giờ mình ướp gia vị đều luôn. Bây giờ sẽ cho vào nửa muỗng cà phê tiêu trắng, một muỗng cà phê bột nêm chay, nửa muỗng cà phê bột muối, nhưng mà cái ít lưng thôi, không có tới nửa muỗng, khoảng chừng 1/3 muỗng. Bây giờ sẽ cho vào 2 muỗng canh nước mắm. Nước mắm ngon nè. Cho 2 muỗng canh đường. Cái này là nửa muỗng canh nè. Thì là cho 4 muỗng này. Rồi bây giờ mình chỉ dùng cái bọc này, mình bóp cho mấy cái gia vị này đều với lại chả cá. Và mình đem đi bỏ vô tủ đá. Rồi sau khi mình bóp đều hết, mình đè cho nó dẹp ra, mình ép cho cái cá nó xẹp xuống để cho mình khi mình để tủ đá nó đam nó mau đông hơn. Rồi bây giờ tôi là để vào tủ đá 2 tiếng đồng hồ, tới khi nào mà cái chả cá này nè nó đông mà mình còn bẻ được á, thì là từng cần để khoảng 2 tiếng đồng hồ là nó đông. Hành này mình cũng cắt ra, mình đem đi sấy cho nó vàng lên á, để mình bỏ vô chả cá, khi mà chả cá nó lúc mình quết chả cá đó, mình bỏ vô cho nó thơm. Hành này mình cũng cắt thường thôi nè, mình cắt nó xanh khoanh nhỏ nhỏ mịn mịn mỏng mỏng á. Tỏi này thì là cũng băm ra nhuyễn. Rồi hành tím thì mình cũng dùng một củ giống gì đây, mình cũng băm ra cho nó nhuyễn. Rồi xong mình sẽ đem đi sấy mấy cái hỗn hợp này lên để cho nó vàng. Rồi trong cái chảo này thì là có 2 muỗng canh dầu. Thì là sẽ bỏ mấy cái hành lá là vô này. Mình bỏ vô mình sấy cho nó vàng lên cho nó thơm. Hành lá xong thì là bỏ luôn hành tím nè. Rồi hành đá với hành tím bắt đầu nó hơi hơi
À, phần nửa chín rồi đây, rồi mình bỏ luôn tỏi nha. Bây giờ nó vàng như vậy rồi mình tắt lửa được rồi. Và mình để cho nó nguội để chút nữa mình trộn cho mấy loại chả cá. Đây là cái chả cá hồi nãy tôi là để trong tủ đá nè. Sau 2 tiếng thì nó đông giống như đây. Mà nó chính giữa nó còn mềm nha. Nó chưa có đông lắm. Các bạn cũng có thể để thêm nửa tiếng nữa cũng không sao. Bây giờ tôi là sẽ để vô cái máy này mình quết. Đó, nó đông giống vậy nhưng mà nó cũng còn mềm lắm nè. Mình bẻ ra được nè. Đó, nó đông. Mình cho vô hết cái tô này. Thế là lấy dao mình cắt ra cho nó nhỏ lại, đừng có nguyên miếng. Tại vì khi mình để nguyên miếng giống như nè, cái máy á, để vô cái là nó quay, nó văng ra ngoài luôn. Rồi bây giờ thì là sẽ lấy cái nhiệt kế mình đo coi cái độ. Nếu mà mình thấy cái độ khoảng chừng 32 độ F á. Rồi bây giờ thì là sẽ đo độ coi cái này lạnh bao nhiêu ha. Nếu mà khoảng chừng 32 độ F hoặc là dưới á. Đó, giống gì nè. Nó để dưới 32 độ F nè, để là coi bao nhiêu độ C ha. Là bây giờ nó dưới đông đá. Cho nên thay là có thể quét được nè. Mình gắn cái đầu quét này vô. Đây là cái độ thấp nhất trước nha. Để mình trộn lên cho nó đều á. Để cho nó bớt đá đi á. Lâu lâu mình cũng lấy cái cây quết cây này mình đẩy nó xuống cho nó cớt xuống để nó đánh nó đều hơn á. Tại nãy giờ nó dính lên, nó lạnh, nó dính vô cái cây này. Đó, giờ nó còn lạnh ghê luôn. Bây giờ cái chả thay là thấy nó hơi bắt đầu dẻo rồi nè. Nãy giờ thay là mới đánh được có 2 phút thôi. Thì mình tiếp tục đánh, thì là đánh 5 phút đầu tiên. Nếu như mà mình thấy nó chưa có dẻo á, thì mình tiếp tục đánh. Nhưng mà mình phải nhớ đo độ. Nếu mà còn nhiệt độ lạnh á, thì mới được nha. Còn nếu không mình phải bỏ vô tủ đá lại đó. Tủ đá rồi mới tao nó đông lại mình mới lấy ra làm tiếp. Sau khi tôi đánh được quét được 5 phút đầu tiên rồi nè, cũng chưa có dẻo lắm nè, nó cũng dẻo nhưng mà nó chưa dẻo như mình mong muốn á. Thì bây giờ thì là sẽ để thêm cho nó chạy thêm 5 phút lần thứ hai, hoặc là mình nhìn thấy nó dẻo mà nó quện vào nhau hết á, thì mình bắt đầu mình
Mình nêm nếm lại nha. Bây giờ mình có thể đo độ lại coi cái cá của mình nó lạnh bao nhiêu, bao lạnh ha. Bây giờ nó vẫn còn rất là lạnh, cho nên mình cứ quết tiếp. Tại vì nó vẫn còn lạnh, mình quết đó, nó không có sao hết. Nên nếu mà nó hết lạnh đó, thì mình phải bỏ vô tủ đá lại. Sau khi quét 10 phút thì lúc này mình thấy cái chả của mình lúc đầu nó dẻo hơn nhiều rồi nè, bắt đầu nó quện với nhau rồi nè, nó dính với nhau nè đó, cái chả nó giống như nó dính với nhau, nó không có bở bở giống hình lúc nãy ha. Đó, bắt đầu nó dẻo rồi. Bây giờ thì là sẽ mình có thể nêm nếm theo khẩu vị với gia đình mình. Hồi nãy là thay là bỏ vô là gia vị vậy rồi, nhưng mình có thể thử bằng cách là lấy một miếng rồi mình bỏ vào lò vi sóng mình ăn thử, nếu mà mình thấy vừa miệng của mình á thì mình không có bỏ lâu nữa, còn nếu không thì mình cũng có thể bỏ tiếp vô. Rồi thay là cho thêm 1/4 muỗng cà phê muối nữa tại nó còn lạc á. Sau đó thay là sẽ cho thêm 1/8 muỗng cà phê bột ngọt, cái này là 1/4, thay là lấy 1/8 thôi nè, ít thôi. Rồi sau khi trước khi mà mình quét tiếp á thì mình phải đo coi cái nhiệt độ của cái chả cá của mình sao rồi. Hiện giờ đó là đang 4 độ C, là đang 39 độ F, thì thay là thấy nó bắt đầu chưa đủ lạnh, chưa có còn lạnh lắm. Bây giờ thay là sẽ trộn lên cho cái đường, cái muối hồi nãy thay là mới bỏ vô á, sơ sơ qua rồi mình bỏ vào tủ lạnh thêm nửa tiếng nữa để cho nó lạnh thiệt lạnh á. Rồi bây giờ mình lấy hết cái chả cá này ra, tại vì cái nó chưa có còn là không còn lạnh, khoảng chừng 32 độ hoặc là 33 độ nữa đó, thì thay là lấy ra hết bỏ vô cái bịch lại rồi mình bỏ vô tủ đá lại để cho nó đông lại, bơ hình lạnh lại nữa rồi mình đem ra quét lên tiếp. Rồi thay là ép cho nó mỏng ra nè để mình để vô tủ đá lại nó mau đông lại á, thì là sẽ để vào thêm nửa tiếng nữa để cho nó đủ lạnh để mình quét nó dai. Còn nếu như mà mình để mình quét tiếp á thì nó sẽ bị hư đó, tại vì nó bắt đầu gần hết lạnh rồi. Giờ gờ ấy nó cũng còn lạnh nhưng mà mình quét tiếp nó sẽ rất là ấm. Sau khi thay là để vô tủ đá khoảng chừng nửa tiếng thì bây giờ mình lấy ra mình quét tiếp. Nó lạnh rồi, bây giờ mình lấy ra mình quét tiếp. Mình thấy nó lạnh vậy á, nó mới dai, còn nếu mình không có lạnh đó thì nó bị bở, cả cá mình nó không có ngon, nó bị hư. Bây giờ nó đang rất là lạnh luôn nè, không đếm được luôn, để mình coi độ C nó coi được không. Giờ đang không độ C đó. Thế là sẽ cho một cái miếng dầu ăn. Hôm nay cái dầu ăn này hồi nãy thì là sấy á. Đó, thì là cho miếng dầu ăn vô đây. Chắc nãy giờ cũng thơm dễ sợ luôn. Rồi, mình sẽ đánh lên. Thank you.
Rồi sau khi 3 phút thì Taylor sẽ bỏ vào 1 muỗng canh bột bắp. Đây là nửa muỗng canh nè. Rồi 1 muỗng canh. Nửa muỗng cà phê bột nổi. Bột nổi Taylor dùng bột nổi mua tiệm Mỹ. Nửa muỗng cà phê. Rồi mình đánh lên cho nó đều ha. Sau khi đây là để bột bột vô á, mình đánh thêm 2 phút nữa. Sau khi 2 phút thì mình bỏ nguyên liệu cuối cùng là thì là sẽ cho vào thêm tiêu trắng á, thêm một nửa muỗng cà phê tiêu trắng nữa. Rồi mình sẽ bỏ mỗi cái hỗn những cái hỗn hợp hồi nãy mình phi lên cho nó thơm á, bỏ vô hết luôn. Không á, mình không có bỏ dầu ra đâu nha, mình lấy hết luôn. Đó. Rồi mình đánh lên cho nó đều. Nên là cạo xuống cái thành khuôn xuống. Thành tôm này nó hay dính vô đây á, tại cái chả cá giờ nó dẻo lắm. Mình đánh tiếp tục tới khi nào mà mấy cái hỗn hợp hành phi rồi mình mới bỏ vô nó đều hết là ok. Bây giờ cái chả cá của mình đã xong. Mình sẽ lấy cái này ra và mình đem đi chiên. Chiên xong là mình thưởng thức được rồi. Đây. Dính cứng ngắc luôn, không rớt xuống luôn. Thay là muỗng bỏ vô cái giá dầu. Và mình sẽ ép cho nó tròn tròn á. Và mình bỏ vô mình chiên thôi. Đúng rồi đây. Mình không có cần phải tròn quay, miễn sao mà nó có một miếng chả mình giống chả là ok. Giờ thêm là thấy dầu nóng rồi nè, mình bỏ vô chiên được rồi. Đó, mình thả vô mình chiên thôi. Cái gì này? Đó, bây giờ miếng chả này nó màu vàng lên đẹp nè, nó tầm lên hết luôn, mình ngon ra luôn. Chở qua chở lại đó, để cho nó đi để hơi nó hơi vàng một bên nó khét. Nó vàng đẹp kê chưa, bây giờ thôi lấy ra nha, tại vì nó vàng quá, nếu mà để nó vàng quá sợ còn nó khét lắm. Mình vớt ra được rồi nè. Cái miếng chả nó vàng đẹp, cái màng đẹp ra luôn, cái màng vàng đi hết luôn. Đây là chả cá thì là mới chiên xong nè. Các bạn nhìn hấp dẫn không? Wow, nhìn rất là đẹp ha. Cái màu vàng á thì là chả canh cho nó đều hết nè. Mình chiên giống vậy đây. Thì bây giờ nhìn thấy miếng chả cá nè, thấy giống như nó dai lắm. À, cái này là 1 ký 3 cá mà nó ra rất là nhiều chả cá. Cho nên mình làm ở nhà rất là lời. À, bây giờ thì là cắt ra thử một miếng coi phía bên trong nó như thế nào ha. Wow, khi mà thì là cắt á thì là thấy cái độ dai của nó mà ở trong cái mặt nó phẳng ghê chưa. Đó, đó. Ở phía bên trong cái chả cá nè, cái mặt nó láng,
Rồi nhìn cái độ dai nè, giáp rất là dai luôn. Đó. Rồi Thầy cắt thêm miếng nữa. Rồi tôi bẻ lại cho các bạn thấy. Đó, rất là dai. Đó, cái độ dai, độ dẻo của nó nè. Đó. Đó, chả cá này mình có thể ăn với lại bún, hoặc là mình bỏ vô bún riêu ăn cũng ngon lắm. Đó. Đó. Bây giờ thôi là ăn thử một miếng nha. Rất là dai, thơm, vừa ăn lắm. Dai dễ sợ luôn á. Đây thay là cầm một miếng cá nè, thay là kéo nó ra, nó thun giống vậy nè. Đó, thay là giờ tự nhiên xé nó thử nha, xé nó thử miếng nha, coi cái độ dai nó như thế nào nha. Đó, nó không có phải là nó đứt liền mà nó đi. Đó, nó rất là dai luôn á. Mình để cho nó ăn thua cái chả cá này á, lúc mà mình quết á, mình phải để cho nó lạnh, thiệt là lạnh thì nó ra rất là dai. Đó, hay là kéo nó ra mà nó không có cái thịt của nó dai mà nó giòn lắm. Rồi cái món này làm ở nhà ăn rất là ngon mà quá là ơi là ghẻ luôn á. Làm một ký cá mà nó ra giống gì đây. Thì hay là chúc các bạn thành công với cái món chả cá ngày hôm nay. Nếu như mà các bạn thấy video hay thì xin vui lòng bấm like và đừng quên bấm luôn cái nút subscribe với cái màn hình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Bye bye.